Xin kính chào tất cả các bác, lại quay trở lại kênh YouTube của Ma Cao Đổ Bãi. Hôm nay thứ ba ngày 14 tháng 11 các bác nhé, em lại tiếp tục lên các cái mẫu sản phẩm mới cho các bác lựa chọn. Hôm qua là ngày 13 đầu mùng 1 đầu tháng, cảm ơn các bác rất là nhiều, các bác tin tưởng ủng hộ nên là em lên bằng đó mã thì cũng đã chốt, các bác chốt hết sạch rồi, không còn mã nào, cảm ơn bác rất là nhiều. Lại thì còn rất là nhiều bác gọi điện có nhu cầu mua hàng nhưng mà không còn nữa, để mong các bác hết thông cảm theo dõi các video tiếp theo để ủng hộ tiếp tục cho bên shop của vợ chồng em. Đấy, thì hôm nay thì em sẽ lên cho các bác là nò vi máy sinh tố trước các bác nhá, sinh tố trước vì đây hôm qua em nò dọn xong thì em để luôn đây rồi, thì hôm nay em sẽ lên sinh tố trước. Sinh tố trước ạ. Thì em sẽ đi vào chi tiết sản phẩm luôn. Và một ngày mới, một tuần mới, chúc các bác thật nhiều sức khỏe, năng lượng và đi lại an toàn, công hành thông, các bác vạn sự an lành các bác nhá, cảm ơn các bác rất là nhiều. Đấy, thì bên em thì bán các cái sản phẩm đã qua sử dụng rồi nên là các cái chức năng nó sẽ không còn được trơn tru hay là với sức sát bên trong bên ngoài, em sẽ báo cho các bác rất rõ chi tiết bên trong bên ngoài các sản phẩm thì các bác lựa chọn nó phù hợp các bác nhá. Và để sử dụng được cái đồ nội địa Nhật thì các bác yêu cầu đầu tiên là bắt buộc phải sử dụng qua bộ đổi nguồn 220V xuống 100V như này. Nếu như các bác cắm trực tiếp những cái sản phẩm nội địa Nhật vào điện lưới điện 220V chúng ta đang sử dụng thì sẽ cháy ngay. Các bác hiểu như vậy mà bắt buộc phải sử dụng có bộ đội nguồn như này. Đấy, vừa quan trọng là từ 220V xuống 100V nhưng quan trọng là công suất nữa nhá. Vì là cái nồi cơm điện của chúng ta là công suất là 1400W hoặc 1200W thì các bác phải sử dụng những cái bộ đổi nguồn có công suất tương ứng, điện là từ 1.5 kVA đến 2 kVA. Đấy, những bác sử dụng bộ đổi nguồn có 650 hay 450 hay 750 kVA AVA là không dùng được đâu ạ. Nó cho các bác cắm cắm vào, nó một là nó cháy luôn cả nồi lẫn đổi nguồn, hai là nó sẽ báo lỗi vì nó không đủ công suất để nó chạy cái sản phẩm, nên các bác lưu ý như vậy. Thì bên em ngoài bán các sản phẩm như nồi cơm, máy xay sinh tố đúng không ạ, bàn là hơi nước không dây, rồi cũng như là bình thủy hay là các cái đồ linh tinh thì còn bán kèm thêm bộ đổi nguồn. Các bác mà ở nhà chưa có bộ đổi nguồn thì các bác có thể là liên hệ trực tiếp qua bên em thì ủng hộ bên em luôn, em đóng hàng kèm hàng cho các bác. Giá bộ 2 kVA em đang bán tại nhà là 450.000 và bao ship toàn quốc là 500.000, và bộ 3 kVA thì em sẽ bán tại nhà là 500.000 và bao ship toàn quốc là 600.000. đây là bộ 3 kVA 30A rồi nhá, hàng công ty nhá, sản xuất có địa chỉ sản xuất đó ra, có hàng công ty bảo hành của các bác 9 tháng 1 năm, bao nhiêu như vậy đấy ạ. À, cục biến áp là như thế. Các bác vào mua hàng thì xem video thì vui lòng cho em xin một nút like, một nút chia sẻ. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em một đăng ký kênh. Đấy. Thì các bác chỉ bỏ ra thêm 1-2 giây thôi đã giúp kênh của em là rất là nhiều các bác nhá. Đây, ví dụ đây. Các bác mua hàng thì cho em xin một nút like các bác nhá. Đơn giản vậy, rất là nhanh. Thì em hướng dẫn các bác thì có thể các bác không để ý nhưng mà chỉ một chút như thế thôi, các bác tiện các bác xem mà trên điện thoại hay trên máy tính cũng được thì các bác cho em thêm một nút like. Đây ạ, nút like là chính là cái hình cái bên dưới cái logo của em Marca Đồ Bãi có cái này, nút like ạ, đây các bác cảm ơn đây. À, thế thôi ạ, chỉ một cái thao tác đơn giản thôi, các bác đã giúp kênh em phát triển càng ngày càng lớn rồi. Cảm ơn các bác rất là nhiều, em đi vào chi tiết luôn các bác nhá. Đây, đầu tiên là một em xay sinh tố Techcom nhá, sản xuất tại Nhật Bản này mà, made in Japan nhá. Đấy, nhiều bác là thích made in Japan, đây con này made in Japan luôn đây. Đấy, made in Japan này. Đấy, qua nhá, này made in Japan. Công suất là 160W nhá. Máy Techcom nhá các bác nhá, Techcom. Con này là mới tinh nhá, mới tinh này, còn nguyên tem này. Nguyên tem này. Đấy. Con này là mới tinh. Con này thiếu hộp thì ạ. Đấy, con này mới tinh. Đấy. Lưỡi thép trắng nhá, 4 lưỡi. Đây, mới tinh các bác nhá, con này là mới tinh nhá. Em dám khẳng định các bác là con này mới tinh, các bác yên tâm sử dụng. Để các bác sợ đụng hàng thì bác mua ngay em này. Để em này chỉ thiếu hộp thôi, em này là mới tinh các bác nhá, mới tinh. Lưỡi thép trắng nha các bác, lưỡi thép trắng này, 4 lưỡi rất sắc. Đấy, lưỡi thép trắng 4 lưỡi. Hàng thích con các bác nhá, made in Japan, sản xuất tại Nhật Bản này. Nhiều bác là cứ thích Nhật Bản đây, có hôm nay có một em Nhật Bản này, các bác có thể là nhanh tay chốt ngay. Đấy, chạy ra. Đấy, nhá. Đấy, rất là khỏe. Đấy, rất là khỏe. Ok.
Mỹ in Japan các bác nhá. Đấy, tích co. Đấy, màu thì cũng là độc lạ. Rồi, mã đầu tiên, mã số 1 trong buổi ngày 14. Đấy. Bên em bán hàng là bao ship nhá. Các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán, không nhận cọc các bác nhá. Các bác nghĩ như vậy. Mã số 1. Ngày 10. 4 tháng 11 để bác 400. 450k bao ship các bác nhá. 450k không phải đóng vào một thùng xốp to lại và chèn chặt rất là chặt, không là nó sẽ vỡ. Đấy. Các bác nhận hàng này kiểm tra thanh toán, kiểm tra nó nguyên vẹn như này thì thanh toán giúp nhá. Cảm ơn các bác rất là nhiều đấy. Thì bên em bán hàng thì các bác đặt hàng thì chỉ cần gọi điện thoại trực tiếp qua số điện thoại 0969885008 nhá, để lại thông tin địa chỉ, mã hàng mình cần chốt, và bên em có trách nhiệm là test hàng cho các bác đầy đủ, dán tem nếu mà nồi cơm, dán tem công việc, dán tem cảnh báo, dán tem trang trí cho các bác đây đầy đủ. Đây con nào hết pin thì được thay pin, để thay pin nha các bác nhá. Đây pin đây. Đấy, thay pin cho các bác thì về các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán tiếp nha. Còn nếu mà hàng nó bị trong quá trình vận chuyển nó móc vỡ thì các bác vui lòng hoàn lại, báo quay giúp em một đoạn video để em làm việc ở bên vận chuyển và hoàn lại giúp em cảm ơn các bác rất là nhiều. Đấy, đầu tiên nha các bác nhá. Đấy, một em đây, tiếp theo đây, một em Nationa này, em này thì còn nguyên hộp nhá, em này còn nguyên hộp này. Đấy, hộp của em ở đây để em chút, nếu bác nào mà đây nhá, máy xay sinh tố của Nationa nha bác nhá. À, nguyên hộp này, nguyên hộp đây nhá. Đấy, nguyên hộp các bác nhá. Đấy, con này vận chuyển về hộp còn cũng khá đẹp. Đấy, sách hướng dẫn còn đầy đủ này. Đấy, đầy đủ nhá. Đấy, con này là nguyên hộp nhá, con này nguyên hộp. Em xay sinh tố này là nguyên hộp luôn nhá. Vâng. Nationa. Đây, một bộ nó là còn đầy đủ cả cối xay tiêu nhá, cối xay tiêu, cối xay sinh tố, đây lưỡi titan vàng này, cối xay tiêu đây. Đấy, rất sắc nhá, mới tinh, nguyên hộp mà các bác. Nguyên hộp nhá, titan vàng vừa răng cưa này, còn vừa xoắn này, có nhìn thấy không? Đấy, bác nào mà sợ đụng hàng thì chốt ngay em này, chốt ngay em này. Cối thủy tinh hết nhá các bác nhá, cối thủy tinh. Đây còn dây rút này. Đấy, dây rút này, em này thì không có made in ở đâu cả. Đấy, toàn bộ là tiếng Nhật hết các bác nhá, toàn bộ tiếng Nhật. Ok chưa? Không phải sản xuất tại Trung Quốc đâu ạ. Đấy. Mới tinh nhá, hàng lưu kho. Công suất 185W, còn đầy đủ. Đây. Đây rất là dài các bạn. Đây rất là dài. Đấy. Ừ. Êm như các bạn. Hàng mới cũng khác. Đấy các bạn nhá. Hàng mới tinh nhá. Đấy, xay tiêu rồi. Thôi bây giờ. Đấy. Rút dây nhá. Đấy, con này rút dây rất tiện này. Đấy. Hàng nguyên siêu nguyên hộp. Đấy các bác. Đã đụng hàng mua hôm nay. Đấy, nó có Nationa quá nhá. Có mã là MXX60. Hàng mới nguyên hộp. Mã số 2. Ngày 14 tháng 11 để bác này bao nhiêu? 750k. 750k bao ship các bác nhá. 750k bao ship. Đấy. Hàng đầy đủ, một cối xe tiêu này, một cối xe sinh tố này. Đấy. Hàng mới nguyên siêu. Đấy. Tiếp theo mà em Nationa đây. Đấy. Em này thì cũng thế nhá, cũng không thấy sản xuất ở đâu cả nhá. Nhưng mà không phải tại Trung Quốc mà là 700 mil. Đấy, con này con kia thì cái tem này em thấy giống hệt nhau, MXX40, con kia là MXX60, con này là MXX40. Đây là 60, chắc là thơn nhau là ở cái thu dây các bạn. Nhau ở cái thu dây. Êm lại. Ok nha các bác nhá. Lưỡi titan vàng nhá, lưỡi titan vàng. Ok chưa? Đấy. Nhựa này thì qua quá trình thời gian thì nó đã hơi đây, xước xước rồi các bác này. Em quay rất rõ nhá, xước xước rồi. Nhưng mà còn lưỡi còn đẹp nguyên nhá, lưỡi còn đẹp nguyên. Đây, cối kia còn đẹp nhá, cối còn đẹp. Đây. Cái này thì cái mõm này hơi xước tí này. Đấy, em để cho các bác giá nó hợp lý thôi.
không ảnh hưởng gì đây. Cối thủy tinh nha, toàn bộ là cối thủy tinh hết, em không mua cối nhựa đâu ạ. Cối nhựa thì sử dụng nó vỡ các bác, con này những con này có thể xay đá vô tư. Natio này nha, MXX40 cái là MXX60. Chắc là hơn nhau ở cái thu dây. Mã này mã số 3 ngày 14 tháng 11. Lấy tiền là con, lấy tiền. Đó. Con gì? Đi học đi muộn rồi. Em để cho bác con này bao nhiêu? 400k thôi. Natio nào nhá, 400k bao ship nhá, 400k bao ship. 400k bao ship. Đây, tiếp theo đây cho bác một em nữa nè. Đấy các bác nhá, rất là nhạy. Đấy. Đây nha các bác, nếu mà về nó kêu ấy là do lâu ngày nó khô các bác nhá, có thể mình cho đây là cái trục của nó này. Đây là cái trục của nó nhá. Bác có thể cho một chút dầu ăn nhá. Chính là cái dầu ăn này, cái dầu ăn nhà chúng ta một chút xíu thôi và cái rãnh trục này. Và chúng ta quay đi một lúc là nó sẽ êm. Đấy, bên trong này lâu ngày mà các bác đấy. Cái trục này đúng không ạ? Cụ của là dầu mỡ đỡ tay chân mà. Đấy, chúng ta chỉ cho một thêm một chút dầu ăn vào trong cái trục này là nó sẽ chạy êm tít thôi. Đấy. Đây các bác nhá, lưỡi titan vàng này, rất đẹp nhá. Rất đẹp là còn sắc nguyên này, chưa hề bị xước hay là bị mẻ đâu, rất mới nhá. Đây cốc thủy tinh, con này cốc lớn nhá. Và đây như em này thì ghi rõ nó made in China nào nhá, công suất 170W này, made in China. Đấy. Rất đẹp, trắng đẹp nhá. Em nào thì đều có sự lựa chọn cả rồi, yên tâm đi ạ. Nếu như các bác phải cho đúng chiều nhá. Ở chỗ này này nó có cái vết chấm đen này thì nó phải vào cái vết chấm đen chỗ này nha, vì ở đây nó có cái gạt xuống cái công tắc ở đây. Nên là các bác phải, nếu mà cho sai chiều nó không chạy đâu. Đấy, cho đúng chiều cái chấm đen vào cái chấm đen. Nó sẽ chạy. Công này con này cốc lớn nhá, con này cốc 1 lít đấy. À. Con này cốc 1 lít các bác nhá, cốc 1 lít. Sản xuất năm 20. Sản xuất năm 20 ạ. Vâng. Cái dầu ăn thì nó không ảnh hưởng đến sức khỏe, chúng ta có thể là cho một chút vào cái trục đấy thì nó sẽ chạy, nó sẽ ngon thôi. Mã số 4 ngày 14 tháng 11 để bắt con này bao nhiêu? 450k nhá. 450k. Đấy. Cốc lớn nhá, lưỡi vàng. 450.000. Đây, đây. Đây, một em nhỏ gọn này. Đây nhỏ gọn bằng nhựa nhá. Cối con này thì cối bằng nhựa này. Đấy, cối bằng nhựa nha các bác nhá. Dung tích là 500ml nhá, 500ml. Đấy, bằng nhựa. Đấy. Lưỡi đây, lưỡi thép trắng nhá. Lưỡi thép trắng. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Đấy, nhỏ nhỏ xinh xinh. Đấy con này nó có cái công tắc ở đây nhá, các bác phải cho cái một cái chốt này là cắm vào cái công tắc này thì mới chạy nhá, còn nếu không nó không chạy đâu. Bé rất khỏe này. Ok chị ạ, à, nhỏ nhỏ xinh xinh, dung tích nửa lít. Đấy các bác nào mà thỉnh thoảng mới say hoặc là say ít thì mua em này về, em để giá hợp lý thôi. Đấy. Hàng bên em bán bây giờ toàn bộ là bao ship hết các bác nhá, toàn bộ hàng bán bao ship. Giá này các bác mua là đã có ship rồi, ship thì cái này đóng công cành đấy các bạn, phải đóng thùng xốp chèn chặt, không là nó vỡ. Đấy thì cũng mất 4-5-60 tiền ship rồi, tính là cái sản phẩm nó không còn bao nhiêu đâu ạ. Và mã này mã số 5 năm ngày 14 tháng 11 để con này 230k. 230k bao ship nha các bác nhá. Đây. Cối này nặng nha, 230k. Đấy. Made in China này, công suất là bao nhiêu? 150W các bác nha. À, nhỏ nhỏ, xinh xinh. Có mã gì đây? The Win Pro biết gì đây. Đấy, đóng hàng đóng hóa nha các bác cẩn thận. Đây có một chiếc xe cuối cùng đây, chiếc xe sinh tố cuối cùng. Em sẽ nên nốt cho các bác và em sẽ sang chuyển sang nồi cơm nhé, sang nồi cơm. Đây là cái cốc của nó rồi. Này,
Cái này thì vừa xay bé nhỏ nhỏ thì thành cái ni luôn. Đây vẫn là lưỡi vàng nhá, lưỡi titan vàng này các bạn. Lưỡi titan vàng nhá. Ok chưa? Đấy. Cốc đây. Xay xong là uống luôn, đỡ phải thêm cốc rửa nhá. Phù hợp với bác nào là ngại rửa ở trong mùa đông. Đúng chiều nó mới chạy các bạn chứ không phải là đây nó có ai nó có chiều của nó đây đấy nó có chiều nó mới chạy nhá. Đấy sao xay xong nó ra mở cái này ra là có thể thưởng thức luôn. Cái này cũng bằng nhựa nhá, bằng nhựa đấy, thưởng thức luôn không cần phải ra cốc nữa. Xay thêm một chút nữa này. Nó cũng chạy nó hơi kêu. Ok có nha, ok. Đây con này là bao nhiêu đây? Cũng in China các bác nha. Đấy, dung tích là 400 ml. Công suất là 200W đây các bạn, khiếp thật, bé bé mà 200W. Đây là mã cuối cùng này các bác nhá, mã số 6. Số 6 ngày 14 tháng 11 để bác 250k bao ship nhé các bạn nhá, 250k. Ok, đấy là các cái sản phẩm máy xay sinh tố đã hết rồi. Bây giờ em sẽ lên nồi cơm các bạn nhá, lên nồi cơm. Đây đầu tiên là một em Hitachi nhá, sản xuất năm 2019, sản xuất năm 2019, dung tích 1 lít điện 100V, 1 lít thì nấu được 3 lon gạo các bạn nhá, 1 lít thì nấu được 3 lon gạo, 3 non sữa bò ống thọ đấy, hoặc là 3 bát con, và hoặc là như Sài Gòn thì gọi là 3 chén ạ, 3 chén gạo. Ngoài Bắc mình thì gọi là 3 bát hoặc là 3 cái bò. Đấy, các bác ăn nhiều ăn ít thì cứ căn cứ vào cái lượng gạo nấu được thì các bác mua nhá. Không đến lúc mua lại to quá bé quá nó lại thành không hay. Đấy, các bác cứ xem đi ạ. Và đây. Sản xuất năm 2019, dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1400 nhá. Đấy, cao tuần áp suất mặt mũi đây. Hành quách liền nạc không cần cá nha các bác nhá. Đây mặt mũi đây. Có một tí xước đây em đã dán đè đi rồi. Đây, đẹp ngay. Đúng không ạ? Đẹp luôn ạ. Pin viết còn đầy đủ các thứ nha các bác nhá. Còn nào hết pin em thay pin. Cao tuần áp suất pin này, test cơm hết rồi, test áp suất rồi, không xì nhá. Không xì, những dòng này thì rất là ít khi xì các bạn. Ok, răng thì ám vào nước còn lại còn rất là xanh. Rất là xanh 2019 các bạn nhé. Răng về cơ bản là còn đẹp này, răng về cơ bản còn đẹp. Về cơ bản là còn đẹp các bạn nhé. Đấy. Áp suất bi này. Mặt trong đây. Mặt trong áp suất bi nhá. Ok chị ạ. Bác về mua về ninh nấu hầm rất là tiện. Không phải nồi áp suất bếp ga, bếp từ nữa mà chúng ta dùng cái này để ninh xương. Đấy. Nấu cháo luôn, nấu xôi, nấu cháo, nấu chè, ninh xương ủ tỏi, làm tỏi đen, rất là tiện các bạn nhá, rất là tiện. Đây này hơi cấn do vận chuyển em sẽ lúc cái em sẽ hút ra cho các bác hút ra. Đấy, để tí em tìm hút ra thôi, nó bằng mà vách nó bằng tôn bằng inox mà nên là rút ra. Ok ok chị ạ. À, cao tuần áp suất nhá, đấy niếc liền là không bể vỡ, mặt mũi thì còn đẹp này. Đấy, điện nó ok các bác nhá, điện nó ok, các bác lưu ý như vậy. Test cơm rồi mà. Đấy. Ok chưa? Các bác chọn chức năng nào nó hiện phút luôn nhá. À. Em thấy các bác bảo là có thời gian thì nấu cái cơm cái loại 90 phút này thì cơm cực kỳ là ngon luôn, thấu mà mềm. À, và mềm cơm. Đấy các bác lưu ý là Hitachi thì bác sẽ nấu ít nước hơn nhá. Nấu ít nước hơn các cái dòng nồi khác. Đấy, vì nó là tái tạo hơi nước mà nó sẽ không bị mất hơi nước nhiều trong quá trình nấu đâu. Nên các bác lưu ý là chúng ta nấu ít nước hơn thì cơm nó sẽ ngon thôi. Mã này mã số 7 ngày 14 tháng 11. À quên, chưa xem lòng xong nhỉ, mới xem rong chưa xem lòng xong mà đã báo giá rồi. Đây lòng xong này, bên ngoài này hơi xước nha các bác nhá, hơi xước đây, lòng chuẩn nhá. À, bên trong đây lại có vết xước móng tay nha, còn không có vết chóc sơn, không có chấm chám nha. Xước móng tay thì có các bác này. Đấy, 2019. Đó. Ok chị ạ, 2019 nhá. Cao tần áp suất bi. Áp suất bi.
Biết sức móng tay thì có các bác nhá, bao các bác không bao giờ dính cơm đâu, lòng gai các bác tha hồ sử dụng. Để các bác bao nhiêu ạ? Nồi này bao nhiêu? 800.000 thì ạ, 810.000. Xin các bác 10.000 cái thùng xốp nhá. 810.000 bao ship rồi đấy ạ. 810.000 em bán có bao ship có bảo hành các bác nhá. 810.000 bán có bao ship có bảo hành. Nên các bác hoàn toàn yên tâm. Đây, các bác một em màu đấy, màu vừa xong là em màu ghi. Đây là màu đỏ đây. Này, nấu cơm này, điện đóm ok này các bác nhá, điện đóm ok, tắt này, hẹn giờ nấu cơm này, ok này, tắt này, chọn gạo này, tắt này, menu này, rất nhiều chức năng các bác nhá, đầy đủ chức năng, chọn menu nào nó sẽ hiện food menu đấy, và rất dễ sử dụng, các thứ còn nhạy nhá, dây đỡ ngon lành, cổ dây còn đẹp này, chưa có bị nuôi cổ dây đâu. Sản xuất năm 2013, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1.400W các bác nhá, màu đỏ 2013 các bác nhá. Đấy. Cái đời thì em đánh giá là nó không quá quan trọng nhất là cái chất nồi nó còn bao nhiêu phần trăm của bền tại người. Nhà dùng nhiều, nhà dùng ít, nhà dùng giữ, nhà dùng không các bác nhá. Đấy. Nhà dùng giữ, nhà dùng không. Đấy. Đánh quách đây, màu đỏ đẹp, không cấn cá bể vỡ gì nhá. Đáy liếc liền này. Ok chưa, màu đỏ phong thủy. Đấy, mùng 2 đầu tháng thì các bác có thể là linh ngay em này về. Con này thì răng thì đẹp. Mướt mát rồi, không xì nhá. Đẹp luôn rồi đây. Răng đẹp kìa. Trên 95-97%. Rất mới nhá. Cao dần áp suất bi, cao dần áp suất bi các bác nhá. Đấy, đi kiếm cái. Đây, cho nó hoàn hảo luôn. Đây, cho lắp chống chào này các bác nhá. Đầy đủ nhá các bác nhá, đấy, không thiếu cái gì đâu. Đấy. Ok chưa? Nắp chống trào đầy đủ nhá, em vừa bổ sung cho các bác rồi. Đẹp chưa ạ? Răng này, mặt trong đây, sạch bóng nhá. Mặt sau đây, áp suất bi này, còn đẹp rồi. Tròn đẹp nhá, tròn đẹp. Tròn đẹp, một hai chấm ni siêu ở giữa. Có nhìn thấy không ạ? Quay xa thì là óng ánh luôn này. Nòng gân gai nhá, bên ngoài đây. Nòng đây. Quay cho các bác một vài vòng nữa này để có xem cho nó kỹ nhá. Đấy, một vài vết chấm xíu xíu ở giữa này, bao các bác không dính cơm đâu ạ, không yên tâm đi. Đấy. Máy móc bên trong này sạch đẹp nhá, không xì nhá các bác nhá, răng này xanh mướt rồi đúng không ạ, răng xanh mướt rồi, các bác yên tâm đi. Không này hết, đang hết pin nhá, hết pin để thay pin các bác nhá, hết pin sẽ thay pin cho các bác yên tâm đi, con nào hết pin thì thay pin. Con này là pin hai chân nằm nha các bác nhá, hai chân nằm. Nếu các bạn nào có nhu cầu mà thay pin thì nên Shopee mua. Nó có hai loại pin là pin chân đứng và pin chân nằm. Con này là pin chân nằm nha các bác nhá. Mã số 7, mã số 8. 14 tháng 11 để con này. Con này rất đẹp này. 870k. Lại màu đỏ nhá, hết pin thay pin. 870.000 các bác nhá. 870.000. Tiger xong gốm đây, Tiger xong gốm. Vận chuyển thì nó hơi. Chắc là mà bỏ nó bằng tôn mà, Tiger xong gốm thôi nhá, Tiger xong gốm. Nấu cơm cháy 3 cấp độ, nấu cơm cháy 3 cấp độ. Hàng hết pin này. Lô hôm qua hôm nay về cái lô này về gần như là con nào cũng hết pin. Đấy, ok chị ạ. 50 phút cho nó hiện luôn nhá, các bác nhá. Hoặc chọn chức năng gì nó hiện luôn. Đây nhỉ, nút tắt đây nhỉ. Tắt đây, nút tắt đây. Đây nút menu. À. À. 6 chế độ nấu này. Ok chị ạ. Hết pin thay pin nhá, mặt mũi còn khá đẹp này. Mặt mũi còn khá đẹp. À. Mặt mũi đây. Có vết xước một chút đây, chỗ này thì dán cái tem và là hết thôi. Dán cái một cái tem vào chỗ này, cái mặt này nó hơi rộng, trông nó hơi trống. Ok dạ, nó cong cong, mình dán là miết nó xuống không là nó sẽ nộ lên.
Ok các bác nhá, ok. Đấy, hết pin thay pin nhá, màn hình còn rất đẹp này, màn hình lớn này. Đấy, nòng đây thì như mới này, như mới này. Đấy. Đấy đây. Nòng không bị nứt, không bị sứt mẻ nha. Những cái nồi này em đã tuyển chọn rất là kỹ rồi. Đấy. Đẹp chưa ạ? Đủ đẹp chưa các bác? Rất là đẹp luôn. Đấy. Xong gốm nhá, chuyên nấu cơm cháy nhá, chuyên nấu cơm cháy. Đấy. Xong gốm thì là xong đất, nòng dày, nhiệt đều nấu cơm ngon hơn. Là nhiệt đều nấu cơm ngon hơn và có chức năng nấu cơm cháy, các bác nấu thoải mái. Giòn đây, mặt con này mặt inox nhá, con này mặt đen. Đấy, giòn xanh đẹp này. Mặt inox sáng choang này, ok chưa? Bên trong đây còn sạch đẹp nhá. Đấy. Sản xuất năm bao nhiêu? Sản xuất năm 2000 để ghi đấy 2006, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là bao nhiêu đấy, 1180W, made in Japan các bác nhá, là made in Japan, ok chị ạ. Những cái này thì miết xuống một chút này là sẽ hết vì nó cong mà, bề mặt nó cong. Ok các bác nhá, rất là đẹp. Hết pin thay pin nhá. Đấy, giòn xong đây, giòn thì rất đẹp này, mặt inox này. Đấy. Xong gốm nha các bác nhá, xong gốm. Mã số 9 ngày 10 4 tháng 11 âm lịch các bác đầu này bao nhiêu? 1 triệu 300. 1 triệu 300k bao ship các bác nhá. Đây thành quách này hơi 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 xước nano này, hơi xước nano một chút này, nhưng bề mặt này còn đẹp này, mặt này còn đẹp này. Đấy, hơi xước nano một chút ở dưới này các bác nhá. Một chút ở dưới này. Đấy. Hết pin em sẽ thay pin nha các bác yên tâm thì vệ sinh hết mạch nít bên trong cho nó hoàn hảo. Số 9. Mã số 10. Con em do dưa chi. Đấy, các bác làm tinh mắt thì nhìn con này thì biết ngay là chúng nó sẽ sinh năm bao nhiêu rồi. Đúng không ạ? Tinh mắt thì sinh năm bao nhiêu rồi, các bác nhìn các bác đoán được ngay là. Đây hơi sượng một chút. Vận chuyển thì khó tránh khỏi các bác ạ. Vậy thì sinh ra những cái tem này để nó che đi những cái khuyết điểm. Đấy, hết chuyện, đẹp ngay đúng không các bác? Đẹp ngay. Đấy, một em Joyci màu này thì các bác nhìn thấy biết ngay đời bao nhiêu đúng không? Một em Joyci sản xuất năm 2021 các bác nhá, 2021. Đấy. Ánh quách đây, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là bao nhiêu? 1105W, sản xuất năm 2021 các bác nhá, 21. Đấy, các bác nghe không nhầm đâu ạ. Thành quách đây, còn đẹp này. Một vài vết xước do quá trình vận chuyển nên không thể tránh khỏi được rồi. Đấy, đây xước đây một chút xíu này. Mặt này còn đẹp nha, mặt này còn đẹp, không cấn cá gì này. Trên mặt này còn đẹp, không bị cấn này. Một chút xước nano đây thì em đã dán vào rồi. Đấy, ok chưa? Test đi. Cái này hết pin nhá. Hết pin này thay pin cho các bác yên tâm nhá. Đấy. Nấu cơm 74 phút này. Nấu cơm 74 phút này. Đấy. Để nấu cơm ngon nhất nha các bác nhá. Đấy, cái mũi tên nó chỉ ở dòng thứ hai. Ở cái cột bên này là nấu cơm ngon nhất. Đấy. Năng hâm cơm nhanh 8 phút này. Đấy, ok. Hẹn giờ nấu cơm này. Phím nhạy nha các bác nhá. Các phím đều nhạy cả 2021. Dây rất còn ngon lành nha. Dây nó còn mới tinh như này. Đấy, cổ dây còn đẹp này. Đấy, dây còn xanh đẹp. Rồi, xong đây. Long lanh luôn nha các bác nhá. Long lanh luôn. Ok chị ạ. Long lanh luôn. Đây, bên ngoài này cũng còn đẹp này, bên ngoài còn đẹp này, bên trong long lanh luôn nhá. 2021 các bác nhá. 2021. Vết xước móng tay thì có nhá, còn vết chấm chám chóc chiếc thì không đâu. Em cam kết các bác như vậy. À, máy móc bên trong sạch bóng này. 2021 nhá, răng này. Răng này không phải bàn rồi, đúng không ạ? Mặt trong này cũng không phải bàn rồi. 2021. Ok chị ạ, con này hết pin nha, đang hết pin nhá, em đã thay pin cho các bác. Điện nóng ok, rong xanh nòng đẹp, đời cao 2021. Con này là mã số 10. Ngày 14 tháng 11 để bắt đầu này 1.250k, đấy, 1.250 đời 2021 các bác nhá. 1250. Đấy. Bảo hành cho các bác bao ship luôn. Ok chị ạ, 1250.
đây, nên bác một em Panasonic đây. Panasonic có chức năng nấu cơm cháy nhá. Panasonic vuông dòng này thì có chức năng nấu cơm cháy rồi. Điểm đóm này, con này cũng hết pin. Nô này là hết pin, gần như con nào cũng hết pin. Sản xuất năm 2010, dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1200 các bác nhá, 1200 điện 100V nhá. Hết pin là như này các bác nhá. Nhiều con tại sao các bác bảo là đời cao như thế mà hết pin. Đấy. Em này em lại cứ thích chọn cái nô mà không có pin cơ. Về mất công thay pin một chút nhưng mà nồi nó sẽ đẹp. Vì tại sao? Vì người ta không dùng. Các bác mà hiểu nguyên lý này, trong quá trình mà các bác không dùng thì cái đồng hồ hiển thị đây nó vẫn hiển thị giống như cái đồng hồ đeo tay của chúng ta ấy. Và thì nó không, trong quá trình đấy thì chúng ta không cắm điện thì nó luôn luôn dùng cái pin để nó hiển thị đồng hồ này. Nhưng trong quá trình các bác cắm điện nấu cơm này này thì cái đồng hồ nó sẽ hiển thị như này. Đồng hồ nó sẽ hiển lên như này. À, đồng hồ nó sẽ hiển thị như này bằng cái điện mà chúng ta cắm thì nó không dùng pin nữa, hoặc là pin nó được sạc vào thì nó sẽ còn pin liên tục. Nên tại sao có những con là đời 9 mấy 2000 vẫn còn pin, vì người ta đang dùng liên tục. Còn những con mà đời 2000, những con vừa nãy đời 2021 lại hết pin vì người ta không dùng, người ta lưu kho, người ta dùng 1-2 lần xong người ta bỏ ra. Đấy thì cái pin này một thời gian 1-2 năm thì nó tự nó sẽ hết. Còn nếu như các bác mà dùng liên tục hàng ngày các bác cắm cơm thì em nói luôn là không được hết pin. Đấy là cái hết pin nhiều bác thắc mắc nó là như vậy. Nhà hết pin thì nồi mới đẹp vì người ta ít dùng. Đấy, kinh nghiệm em mua hàng là như thế. Còn về gần như em, bác chị em thấy một rổ pin đúng không ạ? Em thay gần như là nô hàng em nhập là con nào cũng em cũng muốn nô nhập nô không có pin. À, menu. Ok chị ạ, hẹn giờ nấu cơm. Panasonic thì siêu bền này các bác nhá, siêu bền, gần như là em bán chưa có một con nào nổi với Panasonic cả. À, dây đợi đẹp này, cổ dây còn đẹp các bác nhá. Nào, ok chưa? Bên trong này răng đẹp này. À, răng còn rất đẹp nhá. À, con này bản dày nhá, có chức năng nấu cơm cháy mà nên nhiệt nó cao nên người ta làm răng rất là dày, dày và bản rộng nhá, dày bản rộng này các bác nhìn thấy không? Dày và bản rất rộng, mặt xi còn đẹp này. Đấy, inox này. Dày và rất là rộng. Cũng là ba na vuông nhưng mà ba nô van tròn này nhưng mà nó làm bản rất rộng. Ok chị ạ. Bên trong là full inox này. Đấy. Full inox các bác nhá. Đây mặt này full inox sáng choang nhá. Rất là sạch. Kinh nghiệm em nhập lô này em cứ lấy những con mà à, đẹp chưa ạ. Ngoài phủ gốm nhá, à, màu nâu này rất đẹp này. Bên trong son còn đẹp này, ống ánh kim tuyến này. Ok chị ạ. Những vết chấm xước móng tay thì có nhá. À, một vài vết cái hạt cát làm đây này, nó nẫn vào như ống ánh kim tuyến này, các bác nhìn thấy không? À, nhưng em báo các bác rất rõ nhá, đây xíu xíu này, như cái đầu kim nó nằm đây này, nó nẫn vào như cái ống ánh kim tuyến nhá các bác nhá. Em vẫn báo các bác đấy, nòng có những cái chấm, một hai cái chấm xíu xíu này, anh nhìn thấy không? Nói chung là còn rất đẹp, nó trông nó giống như cái ánh kim tuyến nên các bác sẽ không nhận nó đâu ạ. Con này là rất đẹp nhá, rất đẹp. Ông ấy chuẩn bị nó ok, bàn hàng bán có bảo hành nhá, thành quách đẹp, mặt mũi là hết pin thay pin mới này. Đã. Đấy liếc liền là không bể vỡ nhá, hết pin thay pin. Mã số 11 ngày 14 tháng 11 để bắt đầu này bao nhiêu, rất đẹp đấy ạ, 900k nha, có chức năng nấu cơm cháy nhá, 900k full inox luôn nhá, 900k full inox luôn. Đã, bán có bảo hành đây, có một chút xước nano đây này. Đã, bác nhìn thấy không? Đã, nâu đi là hết nhá. Cái mặt này với cái inox bên trong là nó giống hệt màu nhau nên là nâu đi là chúng ta không nhìn thấy gì cả. Ok chị ạ, đẹp luôn. Đã, 900k bao ship nhá. Các bên khác có thể bán rẻ hơn bên em một chút xíu nhưng người ta không bao ship nhiều, các bạn còn sợ là ship vào trong khu vực miền trong của chúng ta là hết nhiều tiền em, nên em là bán bây giờ này, em tính em bao ship luôn. Đấy, bác gần thì bù bác xa cho em một chút, bác gần bù bác xa một chút nhá. À, sao là cái tiền ship thì nó cũng xem xem, bên em thì nhiều lúc là cũng được lời một chút mà cũng nhiều lúc là cũng chịu thiệt một chút nhưng không sao cả, người nọ bù người kia. Đây, bác nào hỏi nít 8 đây, bác nào mà thích cái đẹp mà nhà có điều kiện thì mua em này. Nationa 4 bước nấu IH nha, 4 bước nấu IH van dài phun sương mùa, mặt mũi thì đẹp luôn rồi. Thành quách đây. Sản xuất năm 2008, dung tích 1 lít 8 nhá. Điện áp 100V, công suất 1400, 1 lít 8 này dành cho gia đình từ 5 đến 8 người ăn. Đấy mà con này là con Nationa. Đấy, có mã là SRSI 18
E4, 41 nối hạt mặt mũi đây, hơi một chút cấn đây thôi. Còn đẹp luôn, không mép này chưa hề bị han nhá, chưa hề bị han, chưa hề bị ố. Nếu người ta dùng rất ít. Đấy. Van dài phun sương mù sạch bóng luôn này các bạn này, không có một chút canxi nào hết nhá. Đấy, ok chưa? Thành quách đấy. Nó ngắm đi. Con này giá khá là cao tiền nhá. Nít 8. Đây có một tí sức ở đây. Không phải, nâu đi là hết. Ok chưa? Đấy. Hết pin thay pin nhá, hết pin thay pin. Đây, giá trị nó nằm ở bên trong, tại sao bảng giá nó khá cao tiền. Giá nó khá cao tiền là nó là nằm ở đây. À. Nắp hơi đây, răng đẹp lên 93 thì 798%. Đúng không ạ? 97-98% xanh mới tinh này. Đấy. Đời nó không quan trọng nhiều các bác nhá, quan trọng cái này là nồi nó phải đẹp, đời cao mà đẹp thì lại càng tốt, còn nếu mà đời mà nó thấp nhưng nó phải đẹp thì còn tốt hơn. Ok chị ạ. Dòng nó như này cơ mà, mới tinh bên trong đây nhá. Trong chính trong phụ giống hệt màu nhá, không phải bảo tẩy sửa. À, đẹp luôn này. À, ok chị, mặt trong này sạc bóng này. Đây. Giá trị ở đồng nồi này các bạn này. Đi 8 mà nó còn như này, nóng lạnh như này các bạn. Này. Ông anh kim tuyến nha, không hề có một vết xước móng tay nào luôn. Ông anh kim tuyến này, từ trên xuống dưới, con nhìn thấy không? Đấy. Ngoài đây, ngoài mạ đồng này, đáy đây. Đấy. À, con nhìn thấy không? Ông anh kim tuyến không có một chút gợn móng tay nào nhá. Đấy. Máy móc bên trong đây. Ok chưa? Đấy. Nếu bác nào mà nhà có điều kiện mà đông người thì mua ngay em này. Em này thì giá khá cao. Em nói trước như vậy. Nó đẹp như này cơ mà. Ok chưa? Điện đóng ok, bán có bảo hành. Các bạn thấy cái dây nó còn sáng xanh mướt này. Hết pin nhá. Thế được thay pin nha các bác. Có yên tâm đi ạ. Tắt này. Hẹn giờ nấu cơm này. Tắt này. À, hẹn giờ nấu cơm này. Hâm này. Tắt này. Menu này, các phím còn rất nhạy luôn. Còn em nói đánh giá là người ta gần như là chưa sử dụng. Chả qua là vận chuyển thì nó bị cấn một vài điểm, nhưng con này là mới tinh nhé các bác nhá. 41 nối hạt Natuna. Bác nào mà sành ăn sành uống mà nhà có điều kiện thì chắc chắn là không bỏ qua em này rồi. Mã số 12. Ngày 14 tháng 11. Để con này 2.150.000. 2.150.000 các bác nhá. Mới tinh nhá, chỉ thiếu hộp thôi. 2.150.000. Đấy. Tại sao lại có con rẻ có con đắt đây? Nếu các bác à, mà cũng nhà đông người mà không có điều kiện này thì lại mua em này, cũng đi 8. Đi 8 này do Hiroshi sản xuất năm 2010, dung tích 1 lít 8 điện 100V, công suất là 1295W, 1295W các bác nhá. Đấy, thành quách đây, liền nào, cũng không cấn cá bể vỡ gì này, không có sức nano này. Đấy, một vài điểm cấn nhỏ xíu này, xin bề mặt thì dám xem trang trí rồi. Đấy, con này nấu thì không hiện phút nha, đời 2010 nấu nó không hiện phút. Khoảng tầm 15 phút cuối nó sẽ hiện phút ở đây cho các bác. Các bác yên tâm đi ạ. Và đấy, các gạo không vo này. Hâm cơm này. Đúng không ạ? Tắt này, menu này. Rất nhạy các bác nha, các phím rất nhạy. Hẹn giờ nấu cơm này. Ok chưa? Đấy, điện đóm ok, test cơm rồi. Các bác yên tâm đi. Nít 8 nha các bác nha. Dung tích 1 lít 8. Đấy, con này con trước nít 8. Đây răng xanh này. Răng xanh. Đấy. Răng xanh. Ok, mặt inox nhá, inox mặt trong đây cũng sạch choang này, mặt sáng bóng luôn nhá. Này, em này bên ngoài đây, đáy có xước này, đáy có xước nhá, này còn rất sạch này, bên trong này có một vài vết chấm li ti, bao các bác không dính cơm nhá. Ok chị ạ, đấy, bao không dính cơm cho bác luôn. Nít 8 nhá, dành cho gia đình đông người. Mà nào cần thì mua ngay em này. Đấy, máy móc bên trong đây. Ok chưa? Mã này mã số 14. Ngày 14 tháng 11. Để các bác 1.500.000. 1.510.000. Bao ship nha. Đã. Tại sao có con dưới 2 triệu mấy? Con này có 1.500.000. Có nhiều con em bán chỉ 1.300.000. Nó phụ thuộc vào cái ngoại hình với cái nồi nó như nào. Đẹp hay xấu. Đây.
Đây một em tô bầu nhá, cơm thì rất đẳng cấp rồi, tô bầu. Tô bầu à, còn rất đẹp, thành quay còn đẹp nè, đáy còn chưa bị vỡ nhá. Các bác để ý con nào vỡ thì nó sẽ bong con này ra, bong này ra, nhưng con này còn rất đẹp này. Đấy, công suất là bao nhiêu? Đây con này phải tháo ra luôn cho các bác này. Đây cái em nào nó phần nhựa này nhá, phần nhựa này nhiều con nó bị vỡ cái chỗ này thì nó sẽ bong cái này ra, còn chỗ này nó vận chuyển thì nó đang bị bong lên này thì em sẽ lắp lại cho các bác luôn. Đây một giây thôi, một giây thì nó sẽ vào vị trí luôn. Cho một giây nhá, nắn nó vào vị trí luôn. Con này sản xuất năm 2011 nhé, tô bầu. Tô bầu cơm rất là ngon luôn, tô Shiba thì cơm đẳng cấp rồi các bác nhá, cơm đẳng cấp rồi. Em có thể tháo luôn cho các bác xem bên trong, tháo luôn cho các bác xem bên trong nhá. Có nhiều bác chưa hiểu, cũng nghe nồi to tần nhưng mà cũng chưa dám tháo ra xem bên trong nó như nào đâu. Đây đấy, vệ sinh luôn cái, vệ sinh luôn cái đấy này, này quét luôn. Đây có một lỗ thông hơi thì trên màn hình trên xuống này, nên tại sao màn hình ở trên thì con gần như con nào cũng bị hấp hơi màn hình trong quá trình đấu, không nhiều không ít thì nhiều, không nhiều thì ít coi nha. À, nó quạt gió đi. Đây mâm tử nằm bên trong này bác nhá, mâm tử nằm bên trong. Vậy gần như con nào em phải tháo ra vệ sinh như này. À, ok chợ sạch bóng nhá. Đây mâm bên trong đây, mạch miếc đây. À. Lắp lại. Đấy các bác nếu mà về chẳng may nó vận chuyển nó hơi hơi móp móp một chút thì các bác lưu ý là hộ em nhá. Đấy, tháo ra nắn lại giúp em một chút xíu thôi. Đấy, không hoàn lại hàng thì tội em. Đấy, nếu mà chẳng may vận chuyển mà mình nó chỉ hơi hơi một chút xíu thì các bác làm ơn là các bác phải tháo bốn con ốc ở dưới đáy ra nhá. Tháo bốn con ốc ở dưới đáy ra và nắn lại giúp em một tí xíu là nó sẽ đẹp thì ạ. Và vì nó bằng tôn mà bác. Nhựa thì nó vỡ ngay nhưng cái này nó bằng tôn thì nó sẽ mình nắn là nó đẹp như mới thôi. À, ok chưa? Đây không phải một bác nhá, tô bầu em tháo ra bên trong, vừa là lắp lại cái đáy để vừa cho các bác ngắm luôn cái ruột của nó bên trong. Ngắm luôn cái ruột nó bên trong. Xong rồi các bác nhá. Đấy. Lại đẹp ngay đúng không? Long lanh ngay. Đấy. Thành quách đây. Đây hơi xước nano một chút ở đây hông này này. À. Sản xuất 2011 các bác nhá, dung tích 1 lít điện 100V. Đấy, vừa này nó cái này em lắp vào cái đẹp luôn rồi. Ok chưa? Tô bầu nhá, mặt mũi còn đẹp này. Đây có một vết xước ở đây này. Này là lúc bóc cái ni lông ấy, bị rạch con dao ở đây. Mã RC10FE. Rồi. Dòng còn khá đẹp này, xanh ngon nha, mặt nhôm này còn đẹp này, chưa bị oxy hóa này. Đấy, mặt trong đây. Mặt trong đây. Đấy. Toshiba nhá, Toshiba. Này vẫn còn đẹp nhá. Đấy, nhiều bác là quan tâm đến chỗ này này. Đấy, các bác đã mua nhiều rồi các bác sẽ quan tâm này vì nhiệt độ lớn nó sẽ bị lão hóa, bị mủn cái đây, nhưng con này còn đẹp. Đấy, nắp còn rất chặt. Xong đẹp nhá, xong đẹp. Xong đẹp các bác nhá. Đấy, xong đẹp. Vít xước bóng tay rồi. Đấy, Toshiba cơm rất ngon nhá, cơm rất ngon. Đấy, bên ngoài đây. Đấy, có xước này, có xước này. Cơm rất ngon. Tình trạng trên line như nào, nồi như nào em báo các bác đúng ý chỉ như vậy nha. Có nhận hàng kiểm tra hàng. Đi xem em còn có nồng nồi nào đẹp hơn không nào. Nên đẹp này mà cái nồng này một vài chấm mà. Nồng này nhà em có mà. Em còn mấy cái nồng. Vận chuyển với nó vỡ. Nó vỡ rồi, em lấy mạch với lại là lấy
Đấy, con nòng này vẫn còn đẹp. Nòng vẫn còn đẹp. Không có này các bạn, không có nòng đẹp hơn được. Ờ, cái đấy thì cũng là, nói chung là các bác nhìn qua thì nó nổi vậy thôi chứ còn nó cũng không đến nỗi như thế đâu. Đấy, các bác nhìn như này, nhìn xa này thì nó không đến nỗi đâu ạ. Như con quay chi tiết thì các bác xem. Đây, cái này em đã thay các bác nhé. À, đầu mối này, các bác nhìn đầu mối người ta còn chế cháo như này. Em đã thay các bác một cái phối như này, cho nó đồng bộ luôn nhá. Con này em bỏ luôn ra này. À, thấy họ chế kinh không? À, các bác phải mua lô đi ạ, mua mua mua. Con này em bỏ luôn ra nhá. Em sẽ thay cho các bác cái chốt khác giống y xì này. Em có một cái nồi kia. Đấy, các bác nhận hàng nó lại sẽ có chốt ba chốt là giống nhau nhá, nhưng không có chuyện này là chế cái kiểu như này. Còn nếu mà em không có thì em không dám, nhưng con này em có nhá. Em có chốt em thay cho các bác nhá. Ba cái chốt là giống nhau cùng loại luôn. Đấy, còn con này là không phải của nó đâu. Con này của tô khác nhá, không phải của nó. Bỏ riêng rồi. Ok chưa? Thay chốt cho các bác nhá, điện đóm này. Đấy, để nó ok nhá, tô bầu chức năng hâm cơm nhanh 9 phút này. Tô bầu các bác chỉ cần ấn hai lần nút ủ này, mùa đông đến rồi miền Bắc là rất là nhanh nha. Ấn nút ủ một lần, ấn nút ủ lần hai thì nó hiện số 9 lên, thì sau 9 phút các bác sẽ có cơm nóng gần như mới nấu. Các bác lưu như vậy, các phím các chức năng hoạt động hoàn hảo các bác nhá. Con này còn rất đẹp. Đấy, tô bầu. Đấy, thay chốt nhá các bác nhá, thay chốt cho các bác có yên tâm đi ạ. Thay chốt luôn, và ngắm kỹ rồi. Ok chưa? Anh em bằng một chốt giống cái chốt kia. Rong xanh nhá, nằm một vài vết xước móng tay. Chấm chám nhỉ. Nhỏ xíu lại. Toshiba tô bầu. Cơm thì rất là đẳng cấp rồi. Mã số 15. 14 tháng 11 để các bác bao lời bao nhiêu? 780k bao ship nha các bác nhá. 780.000 bao ship cho các bác luôn. Tô bầu. Cái chốt kia nó thay cho các bác nhá. Các bác yên tâm đi ạ. Cho đồng bộ. Chứ không làm ăn với trò mèo thấy được. Còn không có thì em sẽ báo các bác là cái đấy là không có, còn nhà em có thì em sẽ có em báo thay cho các bác. Tiếp tục em Hitachi cao tần áp suất đây. Hitachi cao tần áp suất này. Thành quay đây, con này cũng hơi móp ở phía bên này nhá, nhưng bằng tôn. Móp to này rất là dễ này, đẩy bên trong ra là đẹp thôi. Cam kết các bác đẩy ra đẹp như không có vết xước nhá, à không có vết móp nhá. Sản xuất năm 2019, dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1400 nhá, 2019 ạ. Và form đây. Tròn tròn các bác nhá, form đây. Để nó ok. Áp suất test rồi. Cái này mình chưa nấu cơm nhá, mình giấu vào. Đấy, chỉ mới test áp suất thôi. Ok chị ạ. Các chức năng các phím còn rất nhạy, các bác yên tâm đi. Có tình trạng này em sẽ báo hết như thế. À, dòng này. Áp suất bi nhá. À, dòng này. Dòng này ám màu gạo nứt này, nhưng quan trọng là không được xì, không được xì. Đấy, còn người ta nấu gạo đen gạo nứt thì không thể tránh khỏi những cái vết ố này. Đấy, cái phần nào tiếp xúc với nồi thì nó lại bị màu vàng này, còn phần nào không tiếp xúc với cái đấy thì nó lại màu xanh các bác nhá, vẫn là màu xanh nguyên. Mềm, đàn hồi tốt. Đấy, mặt mũi còn đẹp. Áp suất bi nhá, ninh xương. Đậu xu đậu trắng nấu trẻ, nằm tỏi đen rất tốt cho sức khỏe. Giờ giá nó cũng hợp lý rồi. Em cũng không dám nói là rẻ hay là đắt, người bán thì lúc nào cũng bảo là rẻ, người mua thì lúc nào cũng bảo là giá cao. Đúng không ạ? Và là giá cao thì bên em nói là hợp lý thôi. Các bác mua về nấu cơm trải nghiệm, rồi làm tỏi đen nấu xôi, ninh xương ủ tỏi. À, đấy có xước này, đấy có xước các bạn nhá, đấy có xước. Ok chưa? Nòng này, nòng gân gai này khá đẹp này, có vết xước móng tay đây nhá. Đấy, các đầu gai còn đẹp nhá. Bao các bác không dính cơm đây. Một vài chấm xíu xíu này. Đấy các bác nhìn thấy em có cái một cái tay em có một cái ấy chưa? Giống như cái chỉ, cái sợi chỉ nó bằng đúng cái sợi chỉ này. Nó có cái sợi chỉ bám đây. À, tí thôi nhá, máy móc bên trong rất là sạch, không xì các bác nhá, không xì. Điểm nó 2019. Mã số 16 ngày 14 tháng 11 em để con đầu nào bao nhiêu? 790k, 790.000 bác nhá. 790.000 bán vào tùy thuộc vào độ đẹp xấu thôi. Đấy, nên có móp ở đây một chút này, răng nó hơi vàng thì em bán giá nó mềm hơn một chút. Đấy. Đây xả bác em này, này. Không nước đổ rồi chứ hôm qua đổ ra xả bác em này nhá. Một em Mitsubishi
màu trắng, sản xuất năm 2015, made in China các bác nhé, sản xuất tại Trung Quốc. Nhưng các bác yên tâm là Trung Quốc hay ở đâu thì cũng là dành cho người Nhật thôi, dành cho người Nhật thôi. Đấy, thành quách đây 2015 các bác nhé. Đấy, móp đây này, pin thì thay rồi này, đấy, pin thay rồi này, mép này hơi bong bong một tí này, không ảnh hưởng gì nhá, đây còn rất đẹp, giòn xanh, giòn còn xanh. Các bác phải mua về ủ tỏi đen, giúp nhá. Tỏi đen thì công thức hôm trước em có nói đấy, và nó rất là dễ thôi, ở trên mạng nó dạy bằng làm tỏi đen bằng nồi cơm điện Nhật rất là dễ mà ngon nhanh. Thế nhưng mà các bạn còn chuyên nghiệp hơn cả nồi ủ tỏi đen mà mua ngoài thị trường các bác nhá. Mà một cái nồi ủ tỏi đen ngoài thị trường bây giờ nồi nào rẻ nhất cũng tiền triệu rồi. Đấy, chúng ta đây chỉ có mấy trăm nghìn thôi. Đấy, ngoài inox này, trong này có vết chấm này, vẫn nấu cơm thoải mái nhá. Nấu cơm thoải mái nhá, bao các bác không dính cơm đâu. Đây, một vài vết chấm này ở giữa này. Ok chưa? Đấy, máy móc bên trong đây, điện nóng ok thôi nhá, điện nóng ok, dây lợi ngon lành nhá, chưa có gần cuối nó hiện phút nha các bác nhá, gần cuối hiện phút. Ủ này các chức năng hoạt động nào nhá. Ok, dây rất to nhá. Công suất của bọn này thì thường thường nó sẽ là nghìn ui, con này 1005W các bác nhá. Đấy, xả cho các bác mã 320k bao ship luôn nhá, bao ship màu trắng 320k. Đấy, mép hơi bong bong này các bác nhá, 320k, 320k các bác nhá. Rồi, Banavat đây, Banavat sản xuất năm 2014, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1100W các bác nhá. Banavat, Panasonic, siêu bền, mặt mũi thành quách đây, còn đẹp, không cần cá này. Đấy, các bác nhìn thấy không, không cần cá gì nhá. Đấy, trên mặt thì có vết xước thì em đã dán tem vào rồi, dán tem trang trí để nó che đi. Đấy, thứ nhất là vừa trang trí, thứ hai là che vết xước, thứ ba là nó cũng cái bề mặt nó hơi rộng, trông nó trống quá, răng thì rất là đẹp. Đấy, 2014 các bác nhá, 2014, răng xanh trên 95%, phản hồi tốt này, mặt inox còn sáng, không bị canxi bám nhá, không bị canxi bám đâu. Đàn hồi còn rất tốt, không bị canxi bám. Ok chị ạ. Đấy, em lau đi cho nó sạch. Nòng đây, nòng đây, nòng đây các bác nhá, nòng đây. Đấy, đáy đây có xước này. Bên trong ống ánh kính tuyến có duy nhất một chỗ vết chấm ở đây này, nhìn thấy không? Bao các bác không dính cơm nhá, đấy một vết chấm đang quay gần thật gần quá ngọc. Còn lại ống ánh kính tuyến này. Ok chưa? À, tình trạng như nào em sẽ báo rõ hết nha. Có những bác khách bác comment những câu rất hay là người chỉ có người mua nhầm chứ người bán thì có bao giờ nhầm đâu. Đúng, người bán thì đi, người ta được xem hết mà, được xem hàng hết, người ta có nói hay cho mình hay không thôi. Đấy, còn người mua thì nếu mà người ta không nói thì người mua sẽ không biết. Đấy, có những câu bác comment rất hay là chỉ có người mua nhầm chứ người bán có nhầm bao giờ đâu. Đúng, cái câu đấy đúng hoàn toàn các bạn. Nên tình trạng như nào em sẽ báo cho các bác rõ ràng như vậy để các bác nhận cái hàng nó đúng ý gì như vậy luôn, đúng ý gì như vậy luôn, không có chuyện là chấm như này lại che đi, đưa vào cái khoảng tối để cả che đi, có vào cái khoảng tối này. Đấy, bảo nòng ông anh kinh tuyến quay qua cái ông anh kinh tuyến ông về lại có cái chấm to tướng ở đây, kiểu như vậy. À, nếu quay vào chiều tối này thì các bác làm sao nhìn thấy đây, như này thì chả đẹp à, đúng không? Như này có đẹp không ạ? Thì là người mua là bị nhầm ngay, nhưng người bán người ta biết thừa đấy là có chấm rồi. Nên là buôn bán thì làm sao cứ tình trạng hàng hóa như nào có sao báo thế các bác nhá. Đấy, điện nóng ok này, tắt này, hâm cơm này. Đấy, hẹn giờ nấu cơm này, menu này còn rất nhạy các bác nhá, các phím còn nhạy, cổ phích còn đẹp nhá, cổ phích còn rất đẹp này, cổ phích rất đẹp. Đấy, đấy, ok chưa? Này, dán chỗ này chặn nó bong mất. Đây, dán vào đây. Mã số mười mấy rồi? 18 tháng, ngày 14 tháng 11 để bác đồ này bao nhiêu? 630k, bao ship nha các bác nhá. Đấy, bán em bây giờ em bán bao ship luôn. 630k, 18. Đây, nên là em Mitsu áp suất đây. Em tìm được cái lòng của nó rồi. Hôm trước xả đây, xì xả nhưng mà không ai mua. Tìm được cái nòng nó rồi, hết xì luôn các bác nhá.
Đấy, rất đẹp này, thành quét con này nó rất là xả 400.000 không ai mua đâu. Đấy, công suất 1.200 các bác nhá, điện 100V dung tích 1 lít. Đấy, con này phải dùng nguồn 20A các bác nhá. Mặt mũi thành quét thì rất là đẹp rồi, hết pin thay pin nhá. Hết pin thay pin. Đấy. Tao tìm được cái nồi nó hết xì cái thì giá trị nó lại lên ngay các bác ạ. Con này dây còn rất đẹp, rất mới này các bác nhìn thấy không? Đấy, từ cổ phích trở đi nhưng còn đẹp, chưa hề bị ùng ùng chỗ này ra nhá. Dây còn xanh. Hết pin các bác nhá, hết pin thay pin. Đấy, con này nấu cơm cũng gần cuối mới hiện phút nhá. Muốn nấu nhanh thì nấu ấn 2 lần. Ấn 2 lần ở cái phím này nó có số 2 này các bác này. Nên nấu nhanh, ấn 2 lần thì sẽ thành nấu nhanh. Các phím hoạt động hoàn hảo các bác yên tâm. 20 mã. Đây, xong đây. Đấy. Nòng cũng có chấm nhá, một vết sữa nông mèo và một vài vết chấm. Bao các bác không dính cơm đâu nhá. Yên tâm ạ, yên tâm hoàn toàn là không dính cơm. Đấy. Đấy đây. Lòng đây, quay các góc cạnh để các bác xem. Áp suất nhá, áp suất. Này. Áp suất bi này, mặt trong này. Đấy. Không xì nhá, không xì. Đấy, trước bán 450.000 là xì. Nòng mỏng bây giờ là bán nó sẽ phải cao hơn các bạn. Vâng. Vì nòng nó em đã kiếm được cái nòng khác rồi, đúng của nó rồi. Mã này mã số 19 đúng không? 19. Ngày 14 tháng 11 để còn bao nhiêu nhá? 650k. Đấy, 650k không xì nhá, thành cách đẹp có thế thôi. Nòng nó bị chấm ạ. Vâng, 650.000. 19. 20 đây các bác. Đấy, mã cuối cùng là con một lại một con banana vuông nhá. Mã 20 là mã cuối cùng trong cái video ngày hôm nay. Đấy, bây giờ là cũng gần 8 giờ em xin phép em đi nào. Panasonic có mã SRHA102 nhá. Panasonic vuông. Mặt mũi thành quách đây. Ok chị ạ. Điện đóm nha, con này fix còn đẹp nhá, fix còn đẹp nhá. Con nào fix có vấn đề thì em sẽ báo các bác luôn. Đấy, 43 phút này. Đấy, 56 phút này. Đấy, thường thường có nấu ở chế độ 56 phút này chị ạ. Đấy, hôm này. Hẹn giờ nấu cơm này. Các phím rất nhạy nhá, các phím rất nhạy. Panasonic thì siêu bền, bana vuông nhỏ gọn, rất là nhỏ gọn, thiết kế nhỏ gọn, phù hợp cho bác nào mà gia đình cái diện tích bếp nó có hạn. Đây. Giòn còn đẹp này, giòn còn rất là mềm. Ngả màu gạo nứt thôi. Đây bên ngoài rất là xanh đẹp này. Ô trên mặt inox full inox bên trong này. Sáng mặt inox sáng choang các bác nhá. Ok chưa? Đấy. Nòng xong đây. Nòng dày nha các bác nhá, nòng rất là dày. Bên ngoài đây có xước này. Đây là mạ đồng, em nhìn nhiệt đống đỏ đánh đi tí nó dạ đúng như kiểu cái dây điện đấy các bạn, không biết nó mạ kiểu gì, có thấy nó bọn Nhật nó làm khiếp không. Đây đánh đi cái là giống bên trong giống hệt đồng đỏ, xong chuẩn nha. Bên ngoài xước thôi, bên trong còn đẹp này, bên trong còn đẹp. Đấy, một vài vết chấm xước đây, báo các bác tình trạng rõ ràng. Ok chưa? Đấy. Đây nha, các góc cạnh này chấm bên này mà nhìn thấy không? Đấy, một vài vết chấm chấm li ti ở đây nữa này. Đấy. Báo các bác không dính cơm nhá, các bác yên tâm đi, hoàn toàn yên tâm sử dụng, dính cơm tặng đồ luôn nhá. Điện đóng ok. Đấy. Song rong thì rong thì hơi ngả màu nứt, còn song thì bị một vài chấm. Đây là mã 20 ngày 14 tháng 11 để các bắt đầu này bao nhiêu? 670k. 670.000 các bác nhá. Đấy, 670.000. Mã 20 cũng là cái mã cuối cùng trong cái video buổi sáng ngày 14 hôm nay. Cảm ơn các bác rất là nhiều, mong các bác tiếp tục ủng hộ các cái sản phẩm bên kênh YouTube Ma Cao Đổ Bãi của vợ chồng em. Đấy. Được sự tin tưởng của các bác nên là kênh của vợ chồng em phát triển rất là nhanh. Đấy. Tiếp xúc được rất là nhiều với bác khách hàng. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Đấy. Kính chúc các bác một ngày mới thật là nhiều năng lượng, đi lại an toàn, công việc hành thông. Hẹn các bác trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bác. Cảm ơn rất là nhiều. Các bạn mua hàng thì cho em xin một nút like, một nút chia sẻ. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em một lượt đăng ký kênh. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Quác mua hàng thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0969 885008 bằng cách gọi điện trực tiếp hoặc liên hệ qua Zalo bằng số đó. Cảm ơn các bác. Kính chúc các bác một ngày mới mọi sự an lành.